Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn build một con Sony FX3 với giá chỉ 50 củ. Đây, thì có một bạn hỏi mình là cái combo này có cần được trên gimbal hay không. Cái này lại còn phụ thuộc vào cái gimbal bạn đang sử dụng là gimbal gì. Mỗi gimbal thì nó sẽ có một cái thông số tải trọng khác nhau. Ví dụ như mình đang xài cái con gimbal này. Đây là con gimbal Zhiyun Grand 2S. Con này thì có thông số tải trọng là 4,5 kg dựa theo nhà sản xuất đưa ra. Thì bạn chỉ cần coi là cái combo này của bạn nặng bao nhiêu ký. Nếu như mà nó từ 4,5 kg trở xuống thì ok, có thể cân được trên gimbal. Rồi, bây giờ thì cùng mình đi cân thử xem là cái combo này nặng bao nhiêu ký. Combo này thì mình đã cố tình sử dụng cái lens to nhất của mình rồi các bạn. Đây là lens Sigma 24-70 dành cho Sony Ngàm E đời 1 nha các bạn. Đời 1 thì nó rất là to, đời 2 thì nó nhỏ hơn. Và ở đây thì mình đang sử dụng cục pin NP loại bự nha các bạn. Mình còn cái loại mỏng hơn, nhẹ hơn nữa, nhưng mà thôi, cân cái loại bự luôn cho nó hoành tráng. Phía trước này thì mình có gắn thêm quạt tản nhiệt small ring sò lạnh rồi nha các bạn. Và pin giả của Sony FZ100 thì mình cũng cắm luôn vô cái cục này rồi. Nói chung là chúng ta có cái cục này thì sạc đa năng luôn. Thậm chí các bạn có màn hình nữa cũng có thể sạc từ cái cục này luôn nha các bạn. Rồi không còn nhằn nữa, bây giờ đi cân thử nha. Wow, combo này thì nặng 2,2 kg nha các bạn. Vậy là gimbal của mình vẫn sẽ cân được. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải gắn cái miếng airblade này vào trong cái body của chúng ta nha. Bây giờ những cái khung của small ring hay là của tilta thì họ đều cho mình một cái miếng để vặn ốc ở dưới đây nha. Miếng này thì có thể hít ở dưới cái đít này luôn. Đấy, lấy ra lấy vô rất là dễ dàng. Mình sẽ xịt cái airblade này lại. Sau khi mà các bạn gắn xong cái miếng airblade này vào thì chúng ta chuẩn bị gắn lên gimbal thôi. Mà trước khi gắn lên gimbal thì các bạn nhớ là tháo nắp len này ra nè. Các bạn cần gắn thêm những cái thiết bị phụ kiện gì lên trên cái máy ảnh của chúng ta nữa thì nhớ gắn luôn một lần nha, để bỏ lên gimbal cân cho nó chính xác. Rồi, và đây là cái gimbal của chúng ta. Nó đang bị khóa tất cả các trục nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nó ra trước đã. Mở một cái nè, hai cái nè, và đây là cái thứ ba. Rồi, các bạn sẽ dựng nó lên vào cái thế mà lắp máy. Chúng ta sẽ khóa nó lại tiếp tục. Khóa tất cả các ba trục nha các bạn. Đó, cứng ngắc luôn. Bây giờ mình sẽ lắp cái máy vào trong này. Rồi, vì đây là cái lens zoom 24-70, vì thế khi chúng ta zoom như thế này, nó sẽ bị dài ra, bị lồi ra đúng không các bạn? Còn khi chúng ta vặn xuống 24 thì nó lại khép vô. Đó, vì thế nếu như chúng ta muốn cái gimbal của chúng ta được cân bằng nhất, ổn định nhất khi mà xài lens này thì chúng ta nên cân nó ở một cái tiêu cự trung gian, tiêu cự ở giữa. Đó, thì tiêu cự ở giữa của cái lens này sẽ là bao nhiêu? Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy 70 trừ đi 24 thì sẽ còn là 46. 46 thì chia đôi nó ra là 23. Lấy 23 cộng với 24 thì sẽ bằng 48. Rồi chúng ta sẽ để ở tiêu cự 48 nha các bạn. Ở đây thì sẽ không có cái mốc 48, nhưng mà chúng ta sẽ để ở dưới 50 một tí xíu. Sau khi thiết lập xong cái tiêu cự rồi, chúng ta sẽ đi cân bằng cái gimbal này nha các bạn. Mình sẽ mở cái khóa trục đầu tiên gần với cái thiết bị của chúng ta nhé. Đây, nó đang bị nặng phía trước này đúng không các bạn? Đó, khi mình vừa mở khóa là nó bị chúi phía trước, thì chúng ta dời cái máy ra phía sau. Sau đó các bạn sẽ nghiêng cái máy lại. Đó, để chúng ta cân cái trục này. Trục này nó đang bị nặng về phía bên mình đây nè. Mình sẽ đẩy nó xuống. Ok, sau khi thấy cân rồi các bạn khóa lại. Đấy, các bạn thấy không? Sau khi cân xong trục này rồi thì các bạn khóa trục này lại. Đó, rồi tiếp tục mở trục thứ hai. Đây, trục thứ hai là trục này nha các bạn. Nó đang bị nặng về bên này thì chúng ta phải dời cái máy qua bên này. Sau khi mà chúng ta đã đưa cái máy về cái điểm cân bằng rồi thì nó sẽ không bị đổ về bên nào nữa cả. Ngay lúc này thì chúng ta sẽ khóa cái trục này lại. Rồi, khóa luôn cái khóa bảo vệ nha các bạn. Đó, cứng ngắc rồi. Tiếp tục đến cái trục cuối cùng ở đây. Chúng ta sẽ để gimbal thẳng với bụng như thế này. Mình sẽ mở cái khóa trục ra. Đó, nó đang bị đổ về bên này thì chúng ta sẽ dời máy qua bên này. Sau khi mà các bạn dời cái máy về điểm cân bằng thì nó sẽ không bị đổ về bên nào nữa cả. Xong, rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi mở khóa tất cả các trục nha các bạn. Đây, sau khi mở khóa tất cả các trục thì chúng ta sẽ bật gimbal lên. Vậy là mình đã cân xong rồi nha các bạn. Rất là mượt mà luôn. Thì hồi nãy mình cân cái máy này là 2,2 kg đúng không? Cộng với cái trọng lượng của gimbal này khoảng 2,2 kg nữa, tổng cộng là 4,4 kg. 4,4 kg.
Các bạn có câu hỏi nào thì nhớ bình luận phía bên dưới nha. Mình sẽ trả lời trong những video sau. Và trước khi thoát ra nhớ cho mình xin một tim và một follow. Cảm ơn.